cho con chèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rước bướm vàng bay. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm qua nước ven sông. Cho con chèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rước bướm vàng bay. Quê hương là con diều biển, sẽ không lớn nổi thành người. Yêu anh rồi anh sao không con là lục em không phải nói là sao vậy sao cháu là con là lục ác. Hả? Vô tôi nói nghe không?
Sao? Nhỏ nào quay quay đi, quay lại. Đi đâu? Bay được đi. Bay nhỏ lại. Anh nói được phải không? Ở đây Nhi sẽ giới thiệu với em là ba. Rồi kế xuống là má. Má xuống. Má bắt đầu từ từ xuống ghe mình đó. Rồi sau lại tới dưỡng bãi. Dưỡng bãi bắt đầu từ từ xuống má đâu. Rồi tới dì bãi. Anh giới thiệu nhau hai em dành thì anh giới thiệu là hai em biết rồi đó. Rồi sau lại bắt đầu tới anh ba. Anh ba bắt đầu xuống đó, đi với thằng Thường. Thường mà hồi hồi đó mà em đã đi đó mà có anh Thường rồi đó. Mau mau đi. Mau mau đi. Để xuống từ từ. Rồi bắt đầu đường dài đi xuống tới đó là chị ba. Chị ba rồi bắt đầu tới con Thao. Con Thao là cháu đó, cái lớn của anh ba đó với đứa nhỏ mà hồi đó em đã đi đó. Là chưa có mà chị ba đã sanh thêm một đứa nhỏ nữa. Rồi tới Nga, đứa con gái thứ ba của anh ba. Rồi tới ba đứa tới con gì Tiền là đứa con gái thứ sáu của anh ba. Thứ năm đâu? Rồi tới thằng Lục Anh là trai thứ bảy của anh ba. Rồi kế tới rồi. Rồi kế nữa con Nhi. Rồi kế nữa chị Năm của em. Rồi kế nữa là đứa con gái lớn của anh là con Thí. Rồi tới nữa là Lo đứa em thứ tám. Rồi kế nữa là con Linh đứa gái thứ ba của anh. Giờ kế nữa là Hiếu trai thứ tư của anh. Giờ kế nữa là Lục Em là đứa con trai con Lắng. Kế nữa là đứa em thứ chín là con Lắng. Kế là con Bích em thứ 10. Xin lỗi, đây đây là con Bích thứ mấy không? Út. Còn tới Sơn em Út. Còn tới Dũng là đứa em thứ 10. Đây, để gửi qua cho hai em để mà hai em để mà nhìn nữa hình ảnh mà trong gia đình với có chữ bảy bắt đầu nói được thì nói được. Rồi đây đó thì trong cái ngày Tết thì em đã có viết thơ về mà kêu là ba với má để quay phim gửi qua cho hai em để cho hai em đỡ nhớ nhìn trong cái hình ảnh này mà hai em là không nhớ tới gia đình thì ngó đây á, thì bây giờ đó cũng sống cuộc sống ở Việt Nam này đó thì cũng được có năm rồi đó thì ghe bộ đi bằng ăn á, thì hơi thất bại nhưng hiện tại năm nay đó thì ba má thì bằng ăn cũng đỡ sống cũng được thì cũng như anh đang gửi lời để nói cho hai em mà hai em mừng. Rồi nếu mà hai em mà sẵn cái dịp mà hai em có muốn mà về Việt Nam đó rồi thì gắng về mà dành dụng số tiền để về thăm Việt Nam như thế nào mà ăn như thế nào là hai em sẽ biết. Chưa nói. Đây. 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 Quay lên luôn đi. Quay lên luôn nha. Để phút. Năm lần nhanh. Chọn nó để phút. Gọi cho Sáu hơn. Đi. Để bạn nói gì cho Sáu hả?